trong đợt tập trung của đội tuyển quốc gia vào ngày 13 tháng 1 năm 2022. Huấn luyện viên Park đã chỉ định nhân sự làm đội trưởng và đội phó. Ông cũng dành lời cảm ơn đến cựu đội trưởng Quế Ngọc Hải và cựu đội phó là Xuân Trường và Đức Huy về sự đóng góp của họ trong thời gian qua. Như vậy là thay vì họp bầu chọn ban cán sự, ông Park đã tự quyết định với tư cách là người đứng đầu đội tuyển về chuyên môn. Ông lý giải: các thủ lĩnh ở đội tuyển quốc gia đều là những tấm gương tuyệt vời cho cầu thủ khác ở trong và ngoài sân cỏ. Quế Ngọc Hải đã là đội trưởng trong 3 năm qua. Ban cán sự bao gồm các đội phó được giao trọng trách lớn là trở thành người dẫn dắt các tuyển thủ quốc gia. Giờ đây, ban huấn luyện mong muốn giảm nhẹ gánh nặng cho vai trò của thành viên ban cán sự để anh ta cũng có thể tập trung vào việc thể hiện phong độ cao nhất. Tôi đã có cuộc trò chuyện chân thành với đội trưởng và các đội phó. Chúng tôi đồng ý rằng cần phải có một bầu không khí mới để tạo động lực mới. Ban huấn luyện bao gồm cả tôi và tất cả những người có liên quan đến đội tuyển cần đổi mới tư duy với cùng mục tiêu hướng tới một năm 2022 thành công. Cũng chính sự thay đổi với nhiều mục tiêu mới này đã khiến cho chiếc băng đội trưởng của đội tuyển Việt Nam thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Trong cuộc họp ở ngày tập trung đầu tiên vào năm 2022 vào tối ngày 13 tháng 1, ông Park đã chỉ định Hùng Dũng giữ vai trò đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Quyết định này không gây ngạc nhiên. Dũng rất xứng đáng thay thế Ngọc Hải bởi anh có kinh nghiệm và được đồng đội quý mến. Tại SEA Games 30, Hùng Dũng cũng từng là đội trưởng đội tuyển U22-2 Việt Nam. Trung vệ Bùi Tiến Dũng và tiền đạo Nguyễn Công Phượng được ông Park giao nhiệm vụ làm đội phó đội tuyển Việt Nam. Tiến Dũng là cầu thủ thi đấu ổn định trong 4 năm qua ở đội tuyển. Trước đó, Công Phượng là cây hài trong sinh hoạt và tập luyện. Phượng gắn kết rất tốt các thành viên đến từ nhiều câu lạc bộ khác nhau. Đội tuyển Việt Nam đang tập luyện để hướng đến trận đấu tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022 gặp đội tuyển Úc vào ngày 27 tháng 1 năm 2022. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.